Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh do bà Ariadne Peo Larada, tổng lãnh sự làm trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp đón có lãnh đạo các sở ngoại vụ, kế hoạch đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đã thông tin nhanh với đoàn về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Hiện toàn tỉnh có 33 khu công nghiệp được thành lập, thu hút trên 1.580 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 33,7 tỷ đô la Mỹ còn hiệu lực. Trên địa bàn, nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai, đây sẽ là động lực để tỉnh tăng tốc cất cánh trong thời gian tới. Về mối quan hệ Việt Nam Cuba, đây là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, được các thế hệ cán bộ và nhân dân hai nước vun đắp nhiều năm. Sắp tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Cuba để tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam Cuba. Tổng lãnh sự Cuba cảm ơn lãnh đạo tỉnh dành thời gian tiếp đoàn. Bà tổng lãnh sự thông tin với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế chính trị của Cuba, chương trình mà tổng lãnh sự Cuba sẽ triển khai nhằm giới thiệu các đối tác địa phương tiềm năng của Cuba đến giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế và đầu tư vào tỉnh Đồng Nai. Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai trong tổ chức thành công chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đến Cuba trong thời gian tới.